cách khai quang thiềm thừ hay còn gọi là cóc ba chân. Quy trình khai quang khá đơn giản, có thể tự làm hoặc nếu cảm thấy khó có thể nhờ thầy xem cho ngày đẹp để khai quang. Bước 1. Xem ngày tốt xấu và cần lựa chọn một ngày đẹp để tắm rửa sạch cho thiềm thừ. Bước 2. Theo cách thức xem tử vi thì cần lấy nửa thùng nước giếng, lấy tiếp nửa thùng nước mưa. Bước 3. Đổ vào đồ chứa đã chuẩn bị từ trước, đồ chứa đó phải sạch sẽ. Bước 4. Đặt thiềm thừ vào nước ngâm 3 ngày 3 đêm. Bước 5. Sau lúc lấy ra dùng khăn bông lau sạch khô thiềm thừ. Bước 6. Lấy một ít nước chè vẩy vào mắt tượng cóc ba chân. Bước 7. Tượng cóc ba chân thông nhân tính, vì vậy khi khai quang đặc biệt nhất chỉ có mình ở đó. Tượng cóc ba chân sau khi khai quang người tiên phong nó nhìn thấy là gia chủ thì sẽ mãi mãi phù hộ cho gia chủ. Đừng quên theo dõi Bảo Khánh để biết thêm nhiều thông tin hơn nữa về các vật phẩm phong thủy.